tổng thể cấu hình bộ công thông số lý tưởng của cấu hình cặp loa B12. Đối với dòng loa phone B12. Và hiện tại thì bên em đã có mặt tại Tư Gia của các khách hàng ở Thanh Hóa, và hiện tại là chúng ta có thể thấy được sự xuất hiện của cặp loa WeWood B12, một chiếc đẩy D50S, bộ mic không dây VK321 và một chiếc loa siêu trầm, đây là mẫu VK2012 Plus, rất là phù hợp. Vâng, và không gian nhà anh thì rất là đẹp. Cái khu vực phòng khách để nghe nhạc. Vâng, và một lát nữa thì bên em sẽ tiến hành test cũng như là căn chỉnh toàn bộ tất cả tín hiệu để chúng ta sẽ có được một cái không gian, một cái bộ dàn thực sự là hay và chất lượng. Nghe thì bên trên này thì nó là bộ mic VK321, một bộ mic không dây. Chất giọng rất là chuẩn, chất giọng ấm, nhẹ, bay tiếng, không bị vỡ, không bị xé, không bị nát khi lên các nốt cao. Và đặc biệt là tiết kiệm pin, hát nhẹ, mic có nhiều tính năng thông minh như chống hú. Em cũng cho nó có khả năng chống hú, bởi vì mở các nhà em mở cái gì, anh mở đây được, em mở cái gì nhà gì được, cho em toàn là tìm karaoke mình cả. Oh,
dòng đời.